Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Trên hình vị hiện tại đang là một bộ hành phi cầu đối và bằng chất liệu gỗ vụ chúng tôi đã hoàn thiện theo yêu cầu của anh Minh Huệ ở tại Ba Vì, Hà Nội. Thì đây là tổng thể của bộ hành phi cầu đối rồi. Hôm trước thì anh đã đăng ký duyệt và phần mộc của sản phẩm rồi. Đây chúng tôi đang quá trình hoàn thiện full màu. Thì tôi có quay video clip gửi lại cho anh cũng như giới thiệu đến quý vị khán giả. Bộ hành phi này có kích thước là 197, được chạm Đức Lưu Quang, xen kẽ là tứ quý Tùng Trúc Cúc Mai. Đó, thì đây là hình ảnh chi tiết là với khuôn này, được cũng làm khuôn tứ quý và đục nền gấm gỗ gỗ. Gỗ rất là đẹp, hàng sạch sẽ, gỗ chọn cũng khá là đều màu rồi. Hoa văn, quý vị có thấy được hoa văn. Những video clip trước thì tôi cũng giới thiệu khá nhiều chi tiết về bộ hành phi rồi, cũng như là ý nghĩa thôi. Video tôi chỉ quay lại qua thôi cho quý vị xem tham khảo thêm. Đây là câu đối ấy. Phía dưới này có chạm ly này, bên trên là phượng, là tổ tông Công Đức Thiên Anh Thịnh, ở bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Nhiều khách hàng thì cũng thích sử dụng cái bộ hoành phi này hơn là sử dụng cuốn thư. Như là bên kia là cuốn thư, quý vị có thấy kia là cuốn thư cũng tròn chất liệu gỗ gỗ, chúng tôi đang để mọc và hoàn thiện cho khách hàng cũng ở Hà Nội. Thì nhiều khách hàng thích sử dụng hoành phi hơn bởi vì thích đơn giản, cũng như là khi trong quá trình sử dụng mình lâu dài mình vệ sinh nó cũng dễ hơn. Đây là đôi câu đối bên này, tôi sẽ lướt qua một để cho quý vị xem. Cũng như bên kia cũng y hệt hoa văn như thế, khác mỗi cái phần chữ thôi, cũng không có gì để giới thiệu nhiều, tôi chỉ lướt qua sản phẩm cho quý vị xem. Đó, kể cả phần bên trong quý vị, đây là chữ ký của anh khách hàng, anh đã ký duyệt phần mộc của sản phẩm rồi. Đó, những khách hàng đến với chúng tôi thì là chúng tôi sẽ để nguyên gỗ, những sản phẩm tôi sẽ làm và để nguyên phần mộc thô để cho quý vị sẽ đến kiểm tra. Đó, khi cảm thấy ưng ý và hài lòng rồi thì chúng tôi mới bắt đầu hoàn thiện và khách hàng sẽ ký tên ở đấy, ký tên mà sau sản phẩm. Đó, giới thiệu thêm quý vị, bên này là bộ cuốn thư. Bộ này cũng là chất liệu gỗ gụ và được đục chạm mà rồng hóa mai, gọi là rồng hóa, cũng là chữ Đức Lưu Quang. Như bộ này khách thưởng chúng tôi là chữ Việt. Đó, thì đây, bộ này cũng đục chạm khá là sắc nét, quý vị có thấy được những cái hoa văn hay là những chú chim điểu đây. Đó, tôi cũng bộ này tôi cũng đã quay giới thiệu cho một clip trước rồi, vị theo dõi kênh chúng tôi thì có thể thấy được. Đây, chúng tôi đang chuẩn bị phun sơn này, anh ấy ráp xong rồi. Đục chạm rất là đẹp. Đó. Tuy nhiên là do ý thích của mỗi người thì là mỗi người có một quan điểm cũng như sở thích khác nhau thì là sẽ lựa chọn những cái sản phẩm khác nhau. Còn về ý nghĩa thì hai bộ này là cũng có phần chữ là ý nghĩa như nhau. Nó cũng là ghi nhớ và dân dạy, ghi nhớ lời dân dạy của ông bà tổ tiên cũng như là truyền thống tốt đẹp của gia đình. Đó, đây là hoành phi. Đây, bên này là đôi câu đối của bộ cuốn thư đây, câu đối đây. Đó, thì được đục chạm nhiều hơn là hoành phi. Tôi xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian vào xem hết cái video clip giới thiệu sản phẩm tôi nhé. Mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ tới địa chỉ là xưởng sản xuất đồ gỗ Tùng Tám, và có số điện thoại là 0987 51086, cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Xem thêm những sản phẩm khác của chúng tôi tại website đồ gỗ Tùng Tám .com. Và hôm nay là ngày mùng 9 tháng 10 năm 2019, video tôi đang quay trực tiếp tại xưởng phun sơn hoàn thiện chúng tôi. Đây, phía bên trong có một chiếc cái tivi. Đây, thấy bên ngoài cái bên kia là xưởng sản xuất chúng tôi lót ráp bên này này. Đấy, ngoài kia nữa rất là nhiều, bên phía ngoài này nữa này, tôi không quay hết được rồi. Xin cảm ơn mọi người nhé.